Xin chào tất cả các em. Cô sẽ đồng hành cùng với các em trong phần hóa học của bộ môn khoa học tự nhiên lớp 7, sách kết nối tri thức. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên của phần hóa học, đó là bài nguyên tử nằm trong chương số 1, nguyên tử sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Mục tiêu sau khi học xong bài học này thì chúng ta sẽ phải trình bày được mô hình nguyên tử của Rutherford Bohr, chính là mô hình sắp xếp electron trong các lớp electron ở lớp vỏ nguyên tử. Đồng thời chúng ta cũng sẽ phải nêu được khối lượng của một nguyên tử theo đơn vị quốc tế AMU. Đây chính là đơn vị khối lượng nguyên tử. Như chúng ta đã biết thì mọi vật thể tự nhiên hay là nhân tạo thì đều được tạo thành từ một số những cái loại hạt vô cùng nhỏ. Và những cái hạt vô cùng nhỏ này thì được gọi là nguyên tử. Vậy thì nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay để có thể giải đáp được cái câu hỏi này nhé. Phần 1 La Mã, đó là quan niệm ban đầu về nguyên tử. 1 La Mã. Quan niệm ban đầu về nguyên tử. Từ hàng ngàn năm trước thì rất nhiều nhà thông thái Hy Lạp, đại diện là Democrit, đã cho rằng sự tồn tại của một loại hạt vô cùng nhỏ được gọi là nguyên tử thì tạo nên sự đa dạng của vạn vật. Khởi nguồn của quan niệm nguyên tử là sự chia nhỏ một vật sẽ đến một giới hạn không thể phân chia được nữa. Thì khái niệm này bị lãng quên cho đến đầu thế kỷ 19, được nhắc lại qua giải thích của Dalton, nhà khoa học người Anh. Khi tiến hành các cái thí nghiệm hóa học thì ông nhận thấy rằng các chất tác dụng vừa đủ với nhau theo các cái lượng xác định. Điều đó chứng tỏ rằng có các đơn vị chất tối thiểu được gọi là nguyên tử để chúng kết hợp vừa đủ với nhau. Như vậy thì trong một thời gian dài thì các nhà khoa học đã thực hiện nhiều những cái thí nghiệm nhằm biến các kim loại rẻ tiền thành các kim loại quý. Tuy nhiên thì không có một nhà khoa học nào thực hiện thành công cái sự biến đổi này cả. Vậy thì theo Democrit và Dalton thì nguyên tử được quan niệm như thế nào? Theo hai nhà bác học này và kết hợp với phần khi nãy thì chúng ta thấy là theo Democrit, quan niệm đầu tiên, theo nhà bác học đầu tiên đó là Democrit, thì sự tồn tại của một loại hạt vô cùng nhỏ được gọi là nguyên tử, nó đã tạo nên cái sự đa dạng của vạn vật. Sự tồn tại của một loại hạt vô cùng nhỏ, và cái hạt vô cùng nhỏ này thì được gọi là nguyên tử. Nó đã tạo nên sự đa dạng của vạn vật. Tạo nên sự đa dạng của vạn vật. Khởi nguồn của quan niệm nguyên tử chính là sự chia nhỏ một vật sẽ đến một giới hạn nào đó mà chúng ta không thể phân chia được nữa. Còn theo nhà bác học Dalton, Dalton thì cho rằng khi tiến hành các cái thí nghiệm của hóa học của mình ý, thì ông nhận thấy rằng các chất tác dụng với nhau vừa đủ theo các cái lượng xác định. Điều đó chứng tỏ rằng có các đơn vị chất tối thiểu, và đơn vị chất tối thiểu này thì được gọi là nguyên tử để chúng kết hợp vừa đủ với nhau. Các chất tác dụng vừa đủ theo các lượng xác định. Theo các lượng xác định. Điều đó chứng tỏ rằng có các đơn vị chất tối thiểu. Có các đơn vị chất tối thiểu. Để chúng kết hợp vừa đủ với nhau. Kết hợp vừa đủ với nhau. Đó chính là hai quan niệm về nguyên tử của hai nhà bác học khác nhau, Democrit và Dalton. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi xét mô hình nguyên tử của Rutherford và Bohr. 2 La Mã. Mô hình nguyên tử của Rutherford
và Bohr. Đây là của hai nhà bác học. Rutherford thì là một nhà người vật lý, người New Zealand, đã đề xuất mô hình nguyên tử. Theo mô hình này thì nguyên tử có cấu tạo rỗng, có hạt nhân ở tâm mang điện tích dương và các electron ở xung quanh hạt nhân mang điện tích âm. Chuyển động xung quanh hạt nhân thì giống như những hành tinh quay xung quanh mặt trời. Thì chúng ta có thể thấy cái mô hình hành tinh nguyên tử của Rutherford ở đây. Rutherford. Đề xuất mô hình hành tinh nguyên tử. Đề xuất mô hình hành tinh nguyên tử. Đó là hạt nhân ở tâm mang điện tích dương. Hạt nhân ở tâm mang điện tích dương. Và xung quanh hạt nhân sẽ là các electron mang điện tích âm. Các electron mang điện tích âm thì nó quay xung quanh hạt nhân. Quay xung quanh hạt nhân. Và nó sẽ tạo thành những cái quỹ đạo hình tròn hay hình bầu dục, tương tự như các hành tinh quay xung quanh mặt trời. Thì chúng ta có thể quan sát hình về mô hình hành tinh nguyên tử của Rutherford để có thể tìm hiểu kỹ hơn. Vậy còn mô hình hành tinh nguyên tử của nhà bác học Bohr thì như thế nào? Của nhà bác học thứ hai, đó là nhà bác học Bohr. Đây là một nhà vật lý người Đan Mạch đã hoàn thiện mô hình nguyên tử của Rutherford. Theo Bohr thì các nguyên tử, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau. Lớp electron cùng trong cùng thì chứa tối đa là 2 electron và nó bị hạt nhân hút mạnh nhất. Các lớp electron khác thì chứa tối đa là 8 electron hoặc là nhiều hơn và nó bị hạt nhân hút yếu hơn. Tức là electron vẫn quay xung quanh hạt nhân. Tuy nhiên là nó sẽ sắp xếp thành từng lớp một. Ví dụ như là hình ảnh của nguyên tử carbon ở đây sẽ có 2 lớp electron. Lớp thứ nhất thì sẽ chứa tối đa là 2 electron, đây là lớp trong cùng và nó bị hạt nhân hút mạnh nhất. Các lớp bên ngoài thì chứa tối đa là 8 electron hoặc là nhiều hơn và nó sẽ bị hạt nhân hút yếu hơn. Bohr này. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau. Lớp trong cùng chứa tối đa là 2 electron và nó bị hạt nhân hút mạnh nhất. Bị hạt nhân hút mạnh nhất vì nó ở gần hạt nhân nhất mà. Chúng ta cũng đã biết là khi nó mang điện tích trái dấu thì nó sẽ hút nhau. Các lớp khác chứa tối đa 8 electron hoặc là nhiều hơn. Và nó bị hút yếu hơn, bị hạt nhân hút yếu hơn. Đó chính là hai cái đề xuất về mô hình nguyên tử của hai nhà bác học khác nhau, đó là Rutherford và Bohr. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hoạt động, đó là làm mô hình nguyên tử carbon theo Bohr. Thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị bìa các tông, giấy màu vàng, các viên bi nhựa to màu đỏ và các viên bi nhỏ hơn màu xanh. Chúng ta sẽ gắn cái viên bi đỏ vào bìa các tông làm hạt nhân nguyên tử. Cắt giấy màu vàng thành hai đường tròn, tức là biểu diễn cho hai lớp electron có bán kính khác nhau và mỗi vòng tròn thì có độ dày khoảng 1 cm theo như cái hình này. Tiếp theo là chúng ta sẽ dán các đường tròn lên bìa sao cho tâm của hai đường tròn thì đều là viên bi đỏ. Thì chúng ta có thể hình dung cái viên bi đỏ ở đây chính là hạt nhân. Hai cái viên đường tròn màu vàng này chính là hai lớp electron. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ đi gắn những cái viên bi màu xanh lên hai đường tròn màu vàng. Thì chúng ta thấy là các cái đường tròn bằng giấy màu vàng thì nó sẽ biểu diễn cái điều gì? Đường tròn bằng giấy màu vàng thì nó sẽ biểu diễn cho hai lớp electron ở lớp vỏ của nguyên tử.
số electron trong lớp electron thứ nhất và thứ hai. Thì ở đây, lớp electron thứ nhất thì bao giờ nó cũng sẽ chứa tối đa là 2 electron và nó bị hạt nhân hút mạnh nhất. Hoạt động này. 1. Đường tròn màu vàng biểu diễn 2 lớp electron. Đường tròn màu vàng biểu diễn cho 2 lớp electron. Số electron có trong lớp thứ nhất, tức là cái lớp mà gần hạt nhân nhất, thì sẽ là 2 electron. Còn lớp thứ hai thì sẽ chứa là 4 electron. Lớp electron mà chứa số electron tối đa chính là lớp 1, lớp đầu tiên này. Đây chính là lớp electron chứa số electron tối đa. Từ lớp thứ hai trở đi thì số electron tối đa có thể là 8 hoặc là hơn, được chưa nào? Và chúng ta sẽ đi làm hai câu hỏi 1 và 2 ở đây. Quan sát hình 2.1 cho biết thành phần cấu tạo nên nguyên tử. Hình 2.1 đây, chúng ta sẽ quan sát lại cái hình 2.1. Thành phần cấu tạo nguyên tử sẽ bao gồm hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm. Thành phần cấu tạo nguyên tử. Thành phần cấu tạo nguyên tử thì sẽ bao gồm là hạt nhân mang điện tích dương và các electron chuyển động xung quanh hạt nhân mang điện tích âm. Quan sát hình 2.2. Áp dụng mô hình nguyên tử của Bohr, mô tả cấu tạo của nguyên tử hydrogen và nguyên tử carbon. Hình 2.2 đây là hình ở bên dưới. Đây. Mô hình nguyên tử của hydrogen và carbon thì chúng ta có thể thấy là với nguyên tử hydrogen thì hạt nhân vẫn nằm ở tâm mang điện tích dương và nó sẽ có một electron mang điện tích âm nằm ở lớp thứ nhất và nó quay xung quanh hạt nhân. Nguyên tử carbon thì tương tự, vẫn có hạt nhân mang điện tích dương nằm ở tâm và nó sẽ có hai lớp electron. Lớp thứ nhất chứa tối đa là 2 electron và lớp thứ hai là chứa 4 electron quay xung quanh hạt nhân. Đó, chúng ta sẽ mô tả ở đây. Với nguyên tử thứ nhất, thì vẫn có hạt nhân nằm ở tâm. Hạt nhân mang điện tích dương nằm ở tâm. Và có một electron mang điện tích âm nằm ở lớp thứ nhất. Và nó cũng sẽ chỉ có duy nhất một lớp electron thôi quay xung quanh hạt nhân. Với nguyên tử thứ hai là nguyên tử carbon, vẫn có hạt nhân mang điện tích dương nằm ở tâm. Có tất cả là 6 electron mang điện tích âm nằm ở hai lớp. Quay xung quanh hạt nhân. Lớp thứ nhất của nó thì có tối đa là 2 electron và lớp thứ hai thì có 4 electron. Đó chính là chúng ta đã mô tả được cấu tạo của hai nguyên tử này dựa vào cái mô hình nguyên tử của Bohr. Chuyển sang phần ba la mã, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo nguyên tử. Ba la mã. Cấu tạo nguyên tử. Thứ nhất là hạt nhân. Nguyên tử như chúng ta tìm hiểu thì có kích thước vô cùng nhỏ, chỉ khoảng 1/10 tỷ mét thôi.
Kích thước của hạt nhân thì còn nhỏ hơn nữa và nó sẽ chỉ bằng khoảng 1/10.000 kích thước của nguyên tử. Hạt nhân thì được tạo thành từ các hạt proton và neutron. Proton ký hiệu là P, mang điện tích dương. Neutron ký hiệu là N và không mang điện. Mỗi một hạt proton thì mang một đơn vị điện tích dương, quy ước là cộng 1. Số đơn vị điện tích hạt nhân ký hiệu là Z thì nó sẽ bằng tổng số proton có trong hạt nhân. Chúng ta sẽ ghi một ý ở đây. Ý đầu tiên, nguyên tử thì có kích thước vô cùng nhỏ. Hạt nhân thì còn nhỏ hơn nữa. Nó chỉ khoảng bằng 1/10.000 kích thước nguyên tử. Nhỏ hơn rất là nhiều. Hạt nhân thì được cấu tạo bởi hai loại hạt. Đó là proton, ký hiệu là P, mang điện tích dương. Loại hạt thứ hai đó chính là neutron, ký hiệu là N và nó không mang điện. Mỗi hạt proton mang một đơn vị điện tích dương, quy ước là cộng 1. Mỗi hạt proton. Mang một đơn vị điện tích dương. Đơn vị điện tích dương. Quy ước là cộng 1. Số đơn vị điện tích hạt nhân ký hiệu là Z. Số đơn vị điện tích hạt nhân ký hiệu là Z. Thì chúng ta sẽ có Z bằng P. Số đơn vị điện tích hạt nhân nó sẽ bằng với tổng số proton có trong hạt nhân. Ví dụ như là hạt nhân nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron. Đây, thì nó được biểu diễn ở đây. 2 proton mang điện tích dương, 2 neutron không mang điện và 2 electron ở bên ngoài. Câu hỏi ở đây là chúng ta sẽ phải quan sát cái hình 2.4 này cho biết hạt nhân nguyên tử có một hay nhiều hạt. Đó, chúng ta sẽ quan sát hình ảnh này. Hạt nhân nguyên tử có một hay nhiều hạt thì chúng ta thấy là đây là chính là cái phần hạt nhân. Phần hạt nhân thì có hai loại hạt, đó là proton và neutron. Hạt nhân bao gồm hai loại hạt. Hai loại hạt này thì nó sẽ có nhiều hạt. Hai loại hạt ở đây đó là proton và neutron. Câu hỏi thứ hai, số đơn vị điện tích hạt nhân của helium là bao nhiêu? Số đơn vị điện tích hạt nhân tức là Z bằng với tổng số proton, thì số proton ở đây là 2. Như vậy số đơn vị điện tích hạt nhân của helium sẽ là 2. Thì đó chính là phần hạt nhân. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vỏ nguyên tử. Hai nhỏ. Vỏ nguyên tử. Vỏ nguyên tử thì được cấu tạo bởi các hạt electron. Mỗi electron thì mang một đơn vị điện tích âm, quy ước là -1. Tạo nên bởi các hạt electron. Ký hiệu là E và nó mang điện tích âm. Mỗi electron mang một đơn vị điện tích âm, quy ước là -1. Proton thì mang một đơn vị điện tích dương, quy ước là +1. Còn electron thì mang một đơn vị điện tích âm, ký hiệu là -1. Trong nguyên tử thì các electron sắp xếp thành từng lớp. Lớp electron thứ nhất thì nó ở trong cùng, gần với hạt nhân nhất, có tối đa 2 electron và bị hạt nhân hút mạnh nhất. Lớp trong cùng. Chứa tối đa là 2 electron. Lớp thứ hai thì có tối đa là 8 electron.
vân vân. Các ớt rong thì nó sẽ sắp xếp theo các lớp theo thứ tự từ trong ra ngoài cho đến hết. Sắp xếp thành từng lớp này. Theo thứ tự. Theo thứ tự từ trong ra ngoài cho đến hết. Các electron ở lớp ngoài cùng thì nó sẽ quyết định tới tính chất hóa học của nguyên tử. Các electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học cơ bản của cái nguyên tử đó. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái ví dụ để có thể hiểu rõ hơn về cái lớp vỏ nguyên tử này. Vỏ nguyên tử carbon thì có 6 electron sắp xếp thành hai lớp. Lớp trong cùng thì có 2 electron và lớp tiếp theo thì có 4 electron. Hình vẽ khi nãy chúng ta đã theo dõi rồi. Như vậy, nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ tạo nên các chất. Nguyên tử sẽ bao gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm. Nguyên tử thì trung hòa về điện, chính vì vậy mà tổng số hạt proton mang điện tích dương nó sẽ bằng với tổng số hạt electron mang điện tích âm. Ở đây thì nó sẽ có một cái hoạt động, đó là tìm hiểu cấu tạo một số nguyên tử. Chúng ta cần chuẩn bị mô hình nguyên tử của các nguyên tử như là carbon, nitrogen và oxygen theo hình này 2.5. Quan sát mô hình nguyên tử đã chuẩn bị, các em sẽ thảo luận và hoàn thành cái bảng theo mẫu sau. Ở đây chúng ta sẽ có hoạt động này. Đầu tiên sẽ là các cái nguyên tử. Nguyên tử ở đây chúng ta có 3 nguyên tử: carbon, oxygen và nitrogen. Số proton trong hạt nhân, số electron trong lớp vỏ nguyên tử, số lớp electron và cuối cùng là số electron ở lớp ngoài cùng. Chúng ta sẽ đi hoàn thành cái bảng này. Đầu tiên với nguyên tử carbon, chúng ta sẽ thử xem có bao nhiêu proton trong hạt nhân. Thì ở đây sẽ có, chúng ta có nguyên tử trung hòa về điện nên số proton sẽ bằng với số electron. Thì số electron ở đây là 6 thì số proton ở đây cũng sẽ là 6. Số electron của carbon cũng là 6. Tiếp theo sẽ là số lớp electron. Thì chúng ta có thể thấy là electron ở trên nguyên tử carbon sắp xếp thành hai lớp. Lớp thứ nhất có 2 electron và lớp thứ hai là có 4 electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử thứ hai, oxygen, số proton sẽ bằng với số electron và bằng 8. Proton là 8, electron là 8. Số lớp electron thì ở đây có 2 vòng tròn, cũng sẽ là có 2 lớp. Và lớp ngoài cùng sẽ có 6 electron. Nguyên tử cuối cùng, số proton bằng với số electron và bằng 7. Tương tự thì nó cũng sẽ có 2 lớp electron và lớp electron ngoài cùng. Số electron ở lớp ngoài cùng là 5. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi làm 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Quan sát hình 2.6 và cho biết thứ tự sắp xếp electron ở lớp vỏ nguyên tử chloride. Thứ tự sắp xếp các electron ở lớp vỏ nguyên tử. Thì chúng ta thấy là electron ở lớp vỏ nguyên tử thì sắp xếp thành từng lớp theo thứ tự từ trong ra ngoài cho đến khi nào mà hết electron thì thôi. Các electron sắp xếp thành từng lớp theo thứ tự từ trong ra ngoài, theo thứ tự từ trong ra ngoài, tức là nó sẽ có 3 lớp. Lớp thứ nhất, lớp thứ hai và lớp thứ ba, chính là 3 cái vòng tròn này.
Câu hỏi thứ hai, số atom trên từng lớp ở lớp vỏ nguyên tử là bao nhiêu? Thì chúng ta thấy là lớp 1, tức là lớp thứ nhất, gần với hạt nhân nhất thì có 2 electron. Lớp thứ 2, 8 electron. Và cái lớp ngoài cùng thì có 7 electron. Đó. Thì đây chính là cái việc, cái sự sắp xếp electron thành từng lớp theo thứ tự từ trong ra ngoài. Chúng ta sẽ đi đến cái phần cuối cùng trong bài học này, đó là khối lượng nguyên tử 4 la mã. Khối lượng nguyên tử. Nguyên tử là một hạt vô cùng nhỏ. Tuy nhiên thì nó cũng vẫn có khối lượng, đúng không nào? Như vậy khối lượng nguyên tử nó sẽ bằng tổng khối lượng của các hạt proton, neutron trong hạt nhân và các hạt electron ở lớp vỏ nguyên tử. Bằng tổng khối lượng các hạt proton, neutron và electron. Khối lượng nguyên tử thì vô cùng nhỏ, và để thuận tiện cho việc sử dụng, người ta dùng cái đơn vị khối lượng nguyên tử viết tắt là AMU. Vì nó rất là nhỏ nên chúng ta sẽ không thể nào mà dùng đơn vị là gam hay kg được, đúng không nào? Đơn vị là đơn vị khối lượng nguyên tử là AMU. Một proton có khối lượng gần đúng bằng khối lượng của một neutron và xấp xỉ là một AMU. Chúng ta sẽ có khối lượng gần đúng của proton sẽ bằng với khối lượng của neutron và nó xấp xỉ là bằng một AMU. Còn một electron thì nó có khối lượng xấp xỉ là 0,00055 AMU. Như vậy là khối lượng của electron rất rất nhỏ so với khối lượng của proton và neutron. Đến đây thì chúng ta sẽ đi làm hai cái bài tập cuối cùng trong phần này. Em hãy cho biết vì sao khối lượng hạt nhân nguyên tử có thể coi là khối lượng của nguyên tử. Vì sao người ta lại coi khối lượng của hạt nhân là khối lượng của nguyên tử? Bởi vì là khối lượng của electron thì rất nhỏ nên chúng ta sẽ bỏ qua. Khối lượng electron rất nhỏ so với khối lượng của proton và neutron nên chúng ta sẽ bỏ qua. Bỏ qua khối lượng của electron và coi khối lượng của nguyên tử chính là khối lượng của hạt nhân. Câu hỏi thứ hai, em hãy so sánh khối lượng của nguyên tử nhôm và khối lượng của nguyên tử đồng. Khối lượng của nguyên tử nhôm thì ở đây chúng ta sẽ đều bỏ qua khối lượng của electron trong mỗi cái nhôm hay là đồng. Chúng ta sẽ có khối lượng của proton bằng với khối lượng của neutron và xấp xỉ là 1 AMU. Như vậy, khối lượng của nhôm. Nhôm của chúng ta thì có 13 proton và 14 neutron. Như vậy nó sẽ có là 13 x 1 cộng với 14 x 1 thì bằng 27 AMU. Khối lượng của đồng thì đồng có 29 proton và 36 neutron. Như vậy chúng ta sẽ có là 29 x 1 cộng với 36 x 1 thì bằng 65 AMU. So sánh khối lượng của nguyên tử nhôm và khối lượng của nguyên tử đồng thì chúng ta có thể so sánh được khối lượng của nhôm chia cho khối lượng của đồng. Nó sẽ bằng 27 chia cho 65 và xấp xỉ là 0,415. Được chưa nào? Như vậy trong bài học này thì chúng ta đã học đó là nguyên tử là một hạt vô cùng nhỏ. Trung hòa về điện, nguyên tử thì sẽ bao gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ mang điện tích âm. Hạt nhân nguyên tử thì sẽ bao gồm các hạt proton mang điện tích dương và neutron thì không mang điện. Lớp vỏ thì sẽ bao gồm các hạt electron mang điện tích âm. Và tất cả những cái hạt electron trên lớp vỏ này thì nó sẽ sắp xếp thành từng lớp. Lớp trong cùng thì sẽ chứa tối đa là 2 electron. Nó bị hút mạnh nhất.
khối lượng của nguyên tử thì nó sẽ tập trung ở hạt nhân và được coi bằng khối lượng của hạt nhân, và đơn vị tính ở đây là AMU. Khối lượng của electron thì rất nhỏ so với khối lượng của proton và neutron nên chúng ta sẽ bỏ qua. Và sau bài học này thì chúng ta có thể vận dụng những kiến thức đã học để có thể làm được một cái mô hình của một số nguyên tử theo mô hình nguyên tử của Bohr. Như vậy là vừa rồi cô trò chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu bài học số 2 nguyên tử và đi làm một số những cái bài tập thuộc bài số 2 sách giáo khoa môn khoa học tự nhiên lớp 7 bộ kết nối tri thức. Các em hãy truy cập vào trang lờiGiảiHay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.